Người dân sống tại cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre rất bức xúc vì công trình kè chống sạt lở nhưng lại bị sạt lở khi chưa đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau sự cố này, công trình vẫn chưa được khắc phục. Hậu quả là làm một số vườn cây ăn quả bị chết do ngập úng. Người dân ven sông phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ tiếp tục bị sạt lở sẽ làm mất đất, mất nhà. Công trình kè chống sạt lở cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2019, gồm hai tuyến với chiều dài hơn 981 m. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 43 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội thi công. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre là đơn vị chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 10 năm 2020, khi công trình chuẩn bị tổng nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng, thì xảy ra sự cố sạt lở tại bờ phía nam với chiều dài 50 m. Từ đó đến nay, sự cố vẫn chưa được khắc phục khiến nhiều người dân rất bức xúc. Dân ở đây thì cũng trông ngóng đợi làm đến nay mà cũng gục, cũng cỡ 5-6 tháng nhưng mà cũng không thấy có làm gì hết, cũng không biết sao. Em cũng mong chính quyền nhà nước thì phải khắc phục sớm cho em đắp lại lần em trồng cây canh tác. Theo người dân địa phương, sau 6 tháng không khắc phục sự cố, đến nay đoạn sạt lở đã bị mở rộng hơn 10 m, kéo theo từng mảng bê tông, dọ lưới B40, chứa đá xuống sông. Nếu không kịp thời khắc phục sự cố thì đoạn sạt lở có thể tiếp tục mở rộng thêm. Trước cái khả năng là mùa mưa và lũ sắp tới thì chính quyền địa phương đang liên hệ với chủ đầu tư để sớm khẩn trương khắc phục để đảm bảo an tâm cho bà con trong vấn đề mùa lũ trong sản xuất. Được biết, sau khi xảy ra sự cố các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Bến Tre đã đến đây khảo sát đo đạc để bàn giải pháp khắc phục. Sau khi sự cố xảy ra đó, thì chúng tôi đã mời các ngành liên quan thì đã đi khảo sát thực tế. Hiện tại là đơn vị khảo sát đã lên đo đạc lòng sông khu vực sạt lở để tìm nguyên nhân, đồng thời đã lập xong cái báo cáo sự cố và đưa ra cái phương án thiết kế để xử lý lại cái đoạn sạt lở đó. Thì đúng ra thì khu vực đó thì bà con cũng đang bức xúc, một cái cũng đang cần đầu tư. Thì tụi tôi sẽ về phía góc độ ban quản lý dự án cũng sẽ cố gắng tranh thủ các ngành để hoàn tất cái hồ sơ để xử lý cái đoạn này trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm công trình để giải quyết sự cố sạt lở. Đồng thời, chủ đầu tư đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 3 phương án để khắc phục theo đề xuất của đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được khắc phục xong và nguy cơ tiếp tục sạt lở hiện hữu khi mùa mưa bão sắp đến.